Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 13, trang 130. Tập làm văn, luyện tập tả người, tả ngoại hình. 1. Chọn làm một trong hai bài tập sau. A. Đọc lại bài Bà Tôi của Maxim Gorky vừa học ở tuần trước và trả lời câu hỏi. Đoạn 1 tả đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Tóm tắt các chi tiết được miêu tả ở từng câu. Các chi tiết đó có quan hệ với nhau như thế nào? Đoạn 2 còn tả những đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Các đặc điểm đó có quan hệ với nhau như thế nào? Chúng đã cho biết điều gì về cái tính tình của bà? Như vậy để làm được cái bài tập này, các em hãy mở sách giáo khoa trang 122. Ở tuần trước thì các em đã học được về học cái bài Bà Tôi của Maxim Gorky. Thì bây giờ cô sẽ đọc lại một lần bài văn Bà Tôi. Bà tôi ngồi cạnh tôi, chải đầu. Tóc bà đen và dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. Bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng và như những đóa hoa cũng dịu dàng, rực rỡ đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả. Đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui, mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt của bà tôi hình như vẫn tươi trẻ. Đó, như vậy thì cô vừa đọc lại bài văn Bà Tôi của Maxim Gorky. Thì sau khi nghe cô đọc xong thì các em thấy, các em sẽ trả lời cho các câu hỏi như sau. Đầu tiên đó là đoạn 1. Thì đoạn 1 đó tả về cái gì nè, đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Thì đoạn 1 là tả mái tóc của người bà, gồm 3 câu. Câu 1 là giới thiệu bà ngồi cạnh cháu, chải tóc. Câu 2 là tả khái quát mái tóc của bà, đen và dày kỳ lạ. Câu 3 là tả độ dày của mái tóc qua cách bà chải từng động tác một. Rồi như vậy các chi tiết đó thì có quan hệ chặt chẽ với nhau. Những chi tiết sau làm rõ cho chi tiết trước. Rồi tiếp theo ở đoạn 2. Ở đoạn 2 đó là tả giọng nói, đôi mắt và khuôn mặt của bà, gồm 4 câu. Câu 1 đó là tả đặc điểm chung. Câu 2 tả tác động của giọng nói tới tâm hồn cậu bé. Câu 3 là tả sự thay đổi của đôi mắt khi bà mỉm cười và tình cảm ẩn chứa trong đó. Câu 4 là tả khuôn mặt của bà. Thì các đặc điểm đó có quan hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau, làm hiện rõ cái ngoại hình và tính cách của bà, dịu hiền, tâm hồn tươi trẻ. Rồi tiếp theo các em sẽ qua câu B. Đoạn văn sau tả những đặc điểm nào về ngoại hình của bạn Thắng. Những đặc điểm ấy cho biết điều gì về tính tình của Thắng? Chú bé vùng biển. Thằng Thắng, con cá vượt của thôn Bần và là địch thủ bơi lội đáng gờm nhất của bọn trẻ, lúc này đang ngồi trên chuyến thuyền đậu ở ngoài cùng. Nó trạc tuổi thằng chân phải nhưng cao hơn hẳn cái đầu. Nó cởi trần, phơi nước da rám đỏ khỏe mạnh của những đứa trẻ lớn lên với nắng, nước mặn và gió biển. Thân hình nó rắn chắc, nở nang, cổ mập, vai rộng, ngực nở căng, bụng thon hằn rõ những múi, hai cánh tay gân guốc như hai cái bơ chèo, cặp đùi dế to, chất nình nịch. Thắng có cặp mắt to và sáng, miệng tươi hay cười, cái trán hơi vô ra, trông có vẻ là một tay bướng bỉnh gan dạ, theo Trần Vân. Đó, thì như vậy thì sau khi các em đọc đoạn văn này, thì các em sẽ trả lời đó là những đặc điểm nào. Đoạn văn đã tả những đặc điểm nào về ngoại hình của bạn Thắng?
thì những đặc điểm ấy cho biết điều gì về tính tình của bạn Thắng? Thì các em thấy ở đoạn văn đây gồm có 7 câu. Câu 1 giới thiệu chung về Thắng trong cái thời điểm được miêu tả là đang làm gì. Câu 2 là tả chiều cao. Câu 3 là tả nước da. Câu 4 là tả thân hình. Câu 5 là tả cặp mắt. Câu 6 là tả cái miệng. Câu 7 là tả cái trán vô, vướng bỉnh. Thì tất cả những cái đặc điểm được miêu tả quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, làm hiện lên rất rõ cả ngoại hình lẫn tính tình của Thắng. Một đứa trẻ lớn lên trên biển, bơi lội rất giỏi, sức khỏe dẻo dai, thông minh, bướng bỉnh và gan dạ. Rồi tiếp theo là câu 2. Lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường gặp: thầy giáo, cô giáo, chú công an, người hàng xóm, vân vân. Thì ở đây các em sẽ dựa vào cái ở bài tập 1, những ý ở bài tập 1, các em sẽ lập dàn ý cho bài văn. Thì hôm nay ở đây cô sẽ nêu một ví dụ về dàn ý, đó là tả cô giáo. Thì dàn ý cũng gồm có 3 phần: mở bài và thân bài và kết bài. Như vậy, ở mở bài thì các em cần nêu đó là cô Lan là một cô giáo đã dạy em năm lớp 2. Tuy không còn học cô nữa nhưng em vẫn được gặp cô mỗi ngày. Tiếp theo là phần thân bài. Đầu tiên là các em sẽ tả về ngoại hình. Cô đã ngoài 40 tuổi, vóc người cao, làn da trắng hồng, thường mặc những chiếc áo dài sẫm màu, khuôn mặt tròn, đôi mắt màu hạt dẻ, mái tóc uốn quanh, dài ngang lưng, nét mặt vui tươi, đôi môi đỏ hồng, hay mỉm cười khi chúng em chăm ngoan học giỏi, hàm răng trắng nõn đều đặn. Rồi tiếp theo đó là tính tình hoạt động. Giọng nói thì ấm áp, có sức thuyết phục, cô giảng bài dễ hiểu, phép chữ nghiêng nghiêng thanh thoát trên bảng, ân cần chăm sóc học sinh, quan tâm đến học sinh nghèo, nhã nhặn với phụ huynh, gần gũi với đồng nghiệp, tận tụy với nghề, yêu mến trẻ thơ, sẵn sàng giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và cuối cùng là phần kết bài, các em sẽ nêu đó là em rất biết ơn và ghi nhớ những bài giảng, ý nghĩa của cô, em xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô cho tạm biệt các em.